chào quý khán giả đang theo dõi kênh Máy Cấy Văn Lang. Trên màn hình quý vị đang xem là sản phẩm máy cấy lúa 6 hàng khoảng cách 23.5cm. Sử dụng mạ gieo trên nền sân phẳng hoặc mạ gieo trong khay nhựa. Văn Lang cũng đang cung cấp các kích thước máy cấy dày thưa khác nhau phù hợp cho từng vùng miền. Quý khách hãy gọi tới số 0974999124 để được hỗ trợ. Vậy để có thể sử dụng chiếc máy cấy này một cách thành công nhất, chúng ta cần quan tâm những vấn đề gì? Trong video này, công ty Văn Lang sẽ liệt kê các nội dung cần thiết để quý khách có thể sử dụng chiếc máy cấy đúng kỹ thuật và mang lại hiệu quả cao. Theo dõi hết video để có cái nhìn bao quát nhất. Đầu tiên, chúng ta phải khẳng định rằng cấy lúa bằng máy không thể đạt tuyệt đối như cấy tay thủ công, bởi vì máy móc không thể tư duy như con người. Công ty Văn Lang luôn cố gắng yêu cầu khách hàng thực hiện quy trình gieo mạ nghiêm ngặt theo hướng dẫn, đảm bảo mật độ gieo cũng như kích thước tấm mạ ăn khớp với từng cỡ máy. Như vậy, người sử dụng có thể giảm tối đa các sai số trong quá trình cấy lúa. Máy cấy lúa có một lợi thế vượt trội so với cấy tay thủ công đó, chính là tốc độ cấy. Một máy cấy Văn Lang 6 hàng 20cm có thể cấy nhanh tương đương 25 đến 30 người cấy cùng lúc. Mật độ cấy cũng được cài đặt sẵn trên máy, nên trong khi làm việc, máy cấy sẽ cho ra khoảng cách giữa các khóm lúa gần như tuyệt đối. Một tấm mạ giống đạt chất lượng cần có 3 yếu tố sau. Thứ nhất, mật độ gieo đạt 9 lạng đến 9,5 lạng thóc khô trên 1m². Thứ hai, kích thước tấm mạ vừa khớp với kích thước máy. Nếu sử dụng mạ gieo khay nhựa hoặc gieo sân sử dụng khuôn đánh dấu mà công ty cung cấp, thì tấm mạ sẽ tự động vừa. Thứ ba, độ dày giá thể dao động từ 1,4 đến dưới 2cm. Quý vị có thể theo dõi trên màn hình đó, chính là hai kiểu mạ đạt tiêu chuẩn để cấy máy. Bộ phận kim cấy của sản phẩm máy cấy Văn Lang được thiết kế để có thể chia chỉ từ 2 đến 4 cây mạ trên một khóm lúa. Vật liệu đẩy mạ được làm từ nhựa chống mài mòn, đảm bảo cây lúa khi cắm xuống bùn tuyệt đối nguyên vẹn, không bị dập nát. Yếu tố quan trọng không kém đó chính là khâu làm ruộng. Quý khách cần làm ruộng thật phẳng để dễ dàng điều tiết lượng nước. Sau khi cấy bừa xong, chúng ta để mặt bùn nghỉ từ 4 đến 5 ngày. Trước ngày cấy hãy tháo hết nước để khi cấy có thể đạt năng suất cao nhất. Lượng nước quá nhiều sẽ làm giảm thẩm mỹ, bởi vì tốc độ di chuyển của máy rất nhanh sẽ tạo ra sóng. Mụi lúa chỉ cắm sâu 2.7 đến 3cm, mục đích giúp cây mạ nhanh phát triển. Sóng nước quá lớn sẽ gây nghiêng ngả khóm mạ. Cuối cùng là về phần nhân lực. Một đội cấy máy nên có từ 3 người. Một người lái máy và khoảng 2 người chuyên phục vụ mạ mới đủ công suất cho máy hoạt động. Chúc quý khách thành công với máy cấy Văn Lang.